Chỉ với những hạt gạo thuần Việt tự nhiên như thế này, qua đôi bàn tay tỉ mỉ của nghệ nhân, những mảng màu hình khối cứ dần hiện ra. Mỗi bức tranh là sự gắn kết khéo léo của hàng triệu hạt gạo khác nhau. Một bức tranh gạo đẹp đòi hỏi phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về màu sắc, độ khít của gạo, bố cục đẹp, các họa tiết phải được sắp xếp tỉ mỉ, sắc nét. Bởi sự cẩn trọng và tỉ mỉ như vậy, tranh gạo không chỉ mang ý nghĩa là giới thiệu một sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp Việt Nam, mà còn thể hiện sự tài hoa khéo léo của những nghệ nhân Việt. Không chỉ sử dụng hoàn toàn nguyên liệu thuần Việt là hạt ngọc của trời, những chủ đề được các nghệ nhân lựa chọn thể hiện trong tranh gạo cũng là những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam. Để rồi khi xem tranh gạo, bạn bè thế giới không chỉ bắt gặp những giá trị của nền nông nghiệp Việt, mà còn ẩn chứa đâu đó cái hồn dung dị, sự mộc mạc thân thương của con người Việt Nam. Anh Đăng, cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, là con đường nào, một cơ duyên nào đã dẫn anh đến với loại hình tranh nghệ thuật là tranh gạo? Và vì sao lại là gạo chứ không phải là một chất liệu nào khác? Như bạn cũng biết đó, hạt gạo là một cái hạt ngọc của trời đã ban cho con người, cho chúng ta, đúng không ạ? Đặc biệt, Việt Nam là một đất nước có nền văn minh lúa nước rất là lâu đời rồi, thì cái hạt gạo nó gắn liền với từng bữa ăn của người dân. Mình thấy được là nếu mà mình đem được cái hạt gạo mình không chỉ để ăn mà mình còn có thể là đưa nó lên một cái tầm cao mới, đưa nó lên thành một cái giá trị nghệ thuật, thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là có ý nghĩa. Chính vì thế là mình đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và truyền hết những cái đam mê chiều sâu cho cái tranh gạo này. Vâng, sau một thời gian sáng tạo với những hạt ngọc của trời, thì anh nhận thấy là sự độc đáo của tranh gạo so với những loại hình tranh khác là gì? Đối với cái hạt gạo mà khi mà mình làm thành tranh á, nó có một cái độc đáo là tự bản thân nó sẽ tạo thành màu thông qua cái mình xử lý trên cái nhiệt độ thôi. Mình không hề sử dụng bất cứ một cái phụ gia hay là cái hóa chất này để tạo màu. Cái màu tự nhiên của nó chỉ chuyển từ bốn màu cơ bản, đó là màu trắng, vàng, nâu và đen. Đấy, từ bốn màu cơ bản như vậy đó, mình gia giảm về nhiệt độ, cân đối cái màu sắc nó lên được tới là hơn 30 màu rồi. Đấy, thế thì từ những cái màu như vậy mình sẽ làm cho bức tranh nó trở nên êm hơn, màu sắc nó trở nên đầm thấm và nó dịu dàng hơn, và cái độ lan màu của nó rất là đều, dẫn đến là tuy là bạn nhìn cái bức tranh nó không sặc sỡ như những cái loại hình tranh khác, nhưng mà với những cái tông màu như thế nó làm cho bức tranh nó trở nên nó có một cái sắc thái đặc trưng và hoàn toàn khác biệt đối với những cái loại hình tranh khác. Vâng, với chia sẻ của anh thì tôi cũng nhận thấy rằng là thực sự gạo rất là khó tạo màu, và cái bảng màu từ gạo do hoàn toàn là tự nhiên và không sử dụng các cái phụ gia, cho nên là vì thế nó cũng không đa dạng như những cái loại chất liệu khác. Theo anh thì đấy có phải là một cái cản trở cho cái quá trình sáng tạo tranh gạo hay không? Quan trọng hơn là mình thổi hồn vào cái hạt ngọc này, mình làm cho nó trở nên sinh động, thì cái đấy nó mới là cái độc đáo nhất của tranh gạo. Còn vấn đề về màu á, thì mình nghĩ với cái tông màu như thế là nó đã đủ rồi. Vâng, với một người mà nuôi dưỡng niềm đam mê với hạt ngọc của trời, với những bức tranh gạo, thì cảm nghĩ của anh như thế nào khi những bức tranh gạo của chúng ta được bạn bè quốc tế rất là ưu ái và trân trọng? Mình rất là hãnh diện vì đây là bức tranh hoàn toàn làm tại Việt Nam, và cũng do là những cái bàn tay, khối óc và cái sự sáng tạo của người Việt Nam. Và thông qua những cái hình ảnh của tranh gạo, mình có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế, cho những người đã đến Việt Nam có một cái gì đó lưu lại về hình ảnh, về đất nước, về con người, về những cái chi tiết mà đặc thù của Việt Nam mà không thể tìm thấy được bất cứ nơi nào trên thế giới này. Dạ vâng, không biết là anh có thể hướng dẫn tôi thử làm một chút một góc của bức tranh gạo theo cái phương pháp của gia đình anh hay không? Rồi, đang mời bạn có thể cùng đang làm cái bức tranh mà mình đang làm dang dở nhé. Gấp từng hạt như vậy, mình cho vào đây. Sẽ rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ đấy. Rồi, chúng ta sẽ qua cái hàng cột thứ hai.
Vâng, thưa quý vị khán giả, sau khi thử làm một góc của bức tranh gạo thì tôi nhận thấy rằng đây là một cái công việc đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người nghệ nhân. Và điều đặc biệt hơn nữa là tôi cũng nhận ra rằng là sự sáng tạo của bức tranh gạo thì không chỉ dừng lại ở những cái phác thảo đầu tiên, những cái khung tranh đầu tiên, mà nó còn diễn ra trong suốt quá trình hoàn thiện bức tranh. Và mỗi một nghệ nhân với mỗi một cái cảm nhận về màu sắc khác nhau thì sẽ có cái sự sáng tạo khác nhau và cái hồn khác nhau. Và tôi nghĩ rằng đây là một công việc đòi hỏi rất là nhiều sự sáng tạo của từng người và không dễ dàng để chúng ta có thể hoàn thành được một bức tranh gạo. Vâng, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và chúc cho tranh gạo của chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công, cũng như là chúc anh có thêm nhiều sự đam mê và nhiệt huyết để có thể sáng tạo thêm những cái loại nghệ thuật mà xuất phát từ những cái chất liệu thuần Việt của chúng ta.